Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Hội đồng Nhân dân các xã Đã Lây và Mỹ Đức tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân bầu các chức danh chủ chốt sau khi sát nhập. Huyện Đà Tẻ tổ chức lễ công bố các quy định chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội sau sát nhập tại xã Đạ Lây và tại xã Mỹ Đức phụ nữ huyện Đà Tẻ hưởng ứng tuần lễ áo dài truyền thống. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 28 tháng 2 2020, Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Đức tổ chức kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi sát nhập hai đơn vị hành chính là xã Hạ Đông và xã Mỹ Đức, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Đức đã tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, các ban pháp chế và ban kinh tế của hội đồng nhân dân, bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân xã theo quy định tại điều 83 của luật tổ chức chính quyền địa phương. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ, các đại biểu hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức đã bỏ phiếu nhất trí cao bỏ ông Đoàn Văn Duệ giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức với số phiếu đồng ý đạt 36 trên 39, chiếm tỷ lệ 90%. Bầu ông Nguyễn Hồng Quân giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân với số phiếu đồng ý là 39 trên 39, là tỷ lệ 97,5%. Bầu các ban của Hội đồng Nhân dân, mỗi ban gồm 5 thành viên, trưởng, phó, ban và ủy viên. Ông Nguyễn Hữu Tiệp làm trưởng ban pháp chế, ông Nguyễn Gia Long làm trưởng ban kinh tế. Kỳ họp cũng đã bầu ông Đỗ Văn Thơm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức và bầu ông Nguyễn Phúc Sơn trưởng công an xã là ủy viên ủy ban nhân dân xã. Tại kỳ họp, sau khi thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các tư danh của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, ông Đoàn Văn Duệ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 đã phát biểu, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm thành tựu của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của hai xã Hà Đông và Mỹ Đức trước đây. Ông chủ tịch hội đồng nhân dân xã cũng hứa đội ngũ cán bộ mới được tiến nhiệm bầu tại kỳ họp này sẽ đoàn kết thống nhất một lòng vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã đặc biệt là xác định rõ vị trí vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân tại địa phương nâng cao các quyết sách đúng đắn để xây dựng chính quyền của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân có phần phát triển kinh tế xã hội quản lý nhà nước bằng pháp luật thưa quý vị và các bạn Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Đạ Lây tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi sát nhập hai đơn vị hành chính là xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Đạ Lây đã tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, các ban pháp chế và ban kinh tế của Hội đồng nhân dân, bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân xã theo quy định tại điều 83 của luật tổ chức chính quyền địa phương. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đạ Lây đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Đình Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đạ Lây với số phiếu đồng ý đạt 43 trên 44 chiếm tỷ lệ 97,7%. Bầu bà Nguyễn Thị Kim Tiên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân với số phiếu đồng ý đạt 44 trên 44 đạt tỷ lệ 100%. Bầu các ban của đồng Nhân dân mỗi ban gồm 6 thành viên, trưởng, phó ban và ủy viên. Bà Nguyễn Thị Lợi bầu làm trưởng ban kinh tế với số phiếu 44 trên 44 đạt 100%. Bà Phan Thị Thúy Hồng làm phó ban kinh tế với số phiếu 44/44 /44 đạt tỷ lệ 100%. Ông Nông Văn Năm bầu làm trưởng ban pháp chế với số phiếu tín nhiệm 44/44 /44 đạt 100%. Bà Lương Thị Thùy Dương làm phó ban pháp chế đạt 44/44 /44 phiếu chiếm tỷ lệ 100%. Kỳ họp cũng đã bầu ông Hồ Hỷ giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đạ Lây, bầu bà Lê Thị Hương giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đạ Lây và bầu các ông Hồ Quốc Thanh, trưởng công an xã và Nguyễn Nhật Long chỉ huy trưởng quân sự xã, làm ủy viên ủy ban nhân dân xã. Việc bộ máy của xã mới được kiện toàn sẽ là tiền đề tổ chức điều hành hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, căn cứ nghị quyết số 833 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đà Tẻ đã tổ chức lễ công bố các quyết định chỉ định các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quyết định điều động cán bộ công chức, quyết định thành lập Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành viên tại các xã Đạ Lây và xã Mỹ Đức sau sát nhập. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ công chức, bí thư tri bộ, trường thôn, trưởng ban công tác Mặt trận của hai xã Đà Lây và Mỹ Đức. Tại xã Đà Lây, đồng chí Nguyễn Văn Sáng, trưởng phòng nội vụ, đã công bố các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và các quyết định của Ban Nhân dân huyện Đà Tẻ. Cụ thể, công bố các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về việc phê chuẩn chức danh chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đạ Lây, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã, trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cho ông Phạm Đình Tuấn và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cho bà Nguyễn Thị Kim Tiên. Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đối với ông Hồ Hỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Lê Thị Hương và ông Ngô Văn Tố làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định điều động 10 công chức thuộc Ủy Ban nhân dân xã Hương Lâm sang công tác tại xã Đạ Lây và quyết định về việc điều động công chức cấp xã. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Đà Tẻ đã lần lượt tổ chức công bố các quy định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội chữ thập đỏ của xã đồng thời chỉ định ba chấp hành, ba nhân vụ và các chức danh chủ chốt của các tổ chức trên. Theo đó, các chức danh mới của xã Đạ Lây được chỉ định tại lễ công bố như sau: đồng chí Đào Văn Chính được chỉ định giữ chức danh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã; đồng chí Trần Ngọc Duy Hoàng được chỉ định chức danh bí thư đoàn xã; đồng chí Nguyễn Thị Lợi chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã; đồng chí Nguyễn Thanh Quang chủ tịch hội cựu chiến binh xã; đồng chí Nguyễn Thị Hà giữ chức danh chủ tịch hội nông dân xã và đồng chí Nguyễn Thị Quế làm chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Đạ Lầy. Tại xã Mỹ Đức, lãnh đạo phòng nội vụ cũng đã công bố các nghị quyết của hội đồng nhân dân về việc phê chuẩn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016-2021, trao quyết định công nhận chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân cho ông Đoàn Văn Duệ và phó chủ tịch hội đồng nhân dân cho ông Nguyễn Hồng Quân. Công bố các quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đà Tẻ về phê chuẩn các chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Văn Thơm và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Quyết định điều động 10 công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Hà Đông sang công tác tại xã Mỹ Đức và quyết định về việc điều động công chức cấp xã. Tiếp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Đà Tẻ cũng đã công bố các quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Đức trên cơ sở sát nhập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hà Đông và xã Mỹ Đức chỉ định thành lập ban thường trực lâm thời gồm 3 thành viên, ông Nguyễn Gia Long làm chủ tịch. Công bố quyết định về việc sát nhập ban chấp hành, ban thường vụ đoàn xã Hà Đông và xã Mỹ Đức và chỉ định các tư danh bí thư, phó bí thư đoàn xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Ca Giang làm bí thư. Công bố quyết định chỉ định ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân xã khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Hữu Tiệp làm chủ tịch hội. Công bố quyết định về việc chỉ định ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Đặng Thị Thư làm chủ tịch hội. Quyết định về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ định đồng chí Đặng Xuân Vân làm chủ tịch hội. Quyết định chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ xã, Nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Phạm Thị Đức làm chủ tịch hội. Quyết định chỉ định chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Mỹ Đức, bà Nguyễn Thị Hằng làm chủ tịch hội. Như vậy, sau các quyết định công bố thành lập Đảng bộ, việc chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ và bầu các chức danh hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được xem là phần việc cuối cùng trong kiện toàn hệ thống chính trị đối với các đơn vị hành chính xã mới sau khi sát nhập của huyện Đà Tẻ. Thưa quý vị thưa các bạn, trong những ngày này, chị em phụ nữ nhiều nơi trong huyện luôn xuất hiện duyên dáng dạng người trong những bộ áo dài truyền thống. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng việc phát động tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với ý nghĩa nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam cho mỗi người dân. Chính vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đà Đẻ đã khuyến khích 100% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở và 100% nữ cán bộ công chức viên chức và người lao động hưởng ứng trang phục áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, đơn vị, các sự kiện trong gia đình và xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh áo dài của phụ nữ Việt Nam và có phần khẳng định chủ quyền áo dài Việt Nam. Đối với chị em phụ nữ chi hội phụ nữ tiểu thương chợ Đà Tẻ, hưởng ứng tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài, các chị em trong chi hội cũng đã đồng loạt rủ nhau cùng thực hiện. Trong các quầy hàng tại chợ Đà Tẻ, thấp thoáng bóng dáng những tà áo dài đầy màu sắc rực rỡ như vẻ đẹp trạng người của chính chủ nhân vậy. Được thành lập từ năm 2017, chi hội phụ nữ tiểu thương chợ Đà Tẻ có 36 hội viên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có phần quan trọng trong đoàn kết tập hợp chị em tiểu thương vào tổ chức hội. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động, tích cực tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đà Tẻ, trong ngày làm việc cuối tuần, những hình ảnh những cán bộ công chức nữ thướt tha trong trang phục áo dài đã tạo không khí nhẹ nhàng, cởi mở và không gian sinh động hẳn. Được biết, các phòng ban chuyên môn thuộc ban nhân dân huyện hiện có gần 80 cán bộ công chức người lao động là nữ đang làm việc. Hàng năm, các nữ cán bộ công chức người lao động khối ban nhân dân huyện đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương tổ chức. Đây cũng là một trong các hoạt động được cán bộ công chức nữ trong khối nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó, góp phần truyền tải được thông điệp về nét đẹp duyên dáng của chiếc áo dài Việt Nam tạo không khí thân thiện, gần gũi, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của chiếc áo dài. Cũng có phần hưởng ứng sự kiện này, các cán bộ công chức viên chức nữ đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 68 hệ tại chức được tổ chức tại huyện Đà Tẻ cũng đã đồng loạt tham gia. Trong lớp học, những bộ áo dài truyền thống càng làm tôn thêm nét đằm thắm, dịu dàng của các học viên nữ. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 110 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, khởi nghĩa hai bà Trưng và hưởng ứng sự kiện áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Có ý nghĩa góp phần khẳng định và tuân vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản Việt Nam cho mỗi phụ nữ và người dân Việt, tiến tới đề nghị công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.